Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại di động Hữu Phúc. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em biết máy này nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Và mình xin nhắc lại những quy định mua máy nha anh em. Vui lòng cọc trước cho mình để cặp Viettel 50k nha. Cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào. Mình chỉ nhận cặp Viettel cho anh em. Thì tiền cọc anh em cứ trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc, anh em yên tâm, tỉnh nào cũng mua được hết anh em nha. Không dài dòng nữa ha. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một con Huawei L21. Máy thì vỏ như clip mình quay nha, vỏ xấu thôi, không có đẹp ha. Còn sau kính thì được cái đẹp, ngay đây có tróc bên dây một xíu. Con này bán rẻ nhanh cho anh em luôn. RAM 2GB, bộ nhớ 16 nha anh em. Chức năng hoạt động ok nha. Test wifi cho anh em xem. Đó, ok nha. Chức năng đầy đủ, wifi ok. Màn hình 5,5 inch nha anh em. RAM 216, pin 3000. Để anh em giá 680 thôi, 680k. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Tiếp theo con máy thứ hai là con Ri 8. Kính cam bê nha anh em. Mặt trước thì nước một đường, màn còn rất là đẹp. Nước một đường đây, mình thấy xài cũng còn bình thường nên chưa ép đi riêng luôn. Mấy thì đường cái nguyên riêng, chưa có đụng chạm gì hết anh em. Ri 8, màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3500 nha. Đó. Chức năng hoạt động ok luôn, trơn tru, rất là mượt. Anh em nào mua về xài chống cháy rồi thì cũng ok. Nước kính thôi, không ảnh hưởng hết, xài ngon luôn chứ không phải là chống cháy nha anh em. Ri 8. Galaxy G8 màu tím, vỏ thì cũng hơi sức xước. Con này để anh em giá 1,3 triệu, nhanh gọn ha, 1,3 triệu thôi. Kèm sạc dán cực lực lại cho anh em luôn. Và tiếp theo là một con Samsung Ri 6, có cái ốp lưng cho anh em luôn này, thu sao bán dậy luôn. Samsung Ri 6, con này mình thấy là màn thay rồi, cảm ứng nó bấm cũng còn bình thường. Màn hình 5,6 inch nha, RAM 332, pin 3000, có ốp lưng đẹp cho anh em luôn. Samsung Ri 6 mình quy ốp lưng lại cho anh em coi cái sườn nha. Đó, vỏ sau này màu đen, có xước sát nha. RAM 332 nha anh em. Đó. Màn thì cũng còn ok. Có 1-2 đốm phản quang. Xài chống cháy ok nha anh em. Không có vấn đề hết ha. Cũng coi con wifi coi. Đó. Samsung Ri 6. Nói chung màn thay thì cảm ứng nó không có được mượt như cái màn ring. Đó, nên anh em thông cảm ha. Xài bình thường thôi. Nó hơi chậm một tí. Samsung J6 có sao mà nói vậy ha. RAM 332, con này để anh em giá 1,1 triệu thôi, 1,1 triệu nha. Anh em cần thì liên hệ nha. Quá mềm cho anh em luôn. Con J6 giá 1,1 triệu. Màn thay nha anh em. Tiếp theo là con J737 Samsung, J737 bản hàng. Còn là Galaxy Y3, máy nguyên riêng. Kính đại dán cực lực, mặt đẹp. RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình con này 5,5 inch, pin con này là 3500 nha anh em. Máy cực đẹp luôn, tập từ 98 đến 99 ha. Cảm ứng mượt mà, máy riêng nguyên. Chị vô cấu hình điện thoại cho anh em xem. Cái này là test wifi này. Đó, máy rất là mạnh ha. Cái thứ hai là Galaxy Y3, máy nguyên riêng đẹp, tầm 98 đến 99 luôn anh em. Con này để anh em giá 1,950 nha, 1,950, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo là một con Ri 7 Pro, đẹp can luôn, thay vỏ thay màn. Màn thay vỏ thay như mới, bóc hộp luôn. Không hề xước sát gì hết nha anh em. Vỏ mới thay can sạc an luôn, màn hình 5,5 inch nha. RAM 332, pin 3600. Máy cực đẹp và xài cảm ứng mượt mà luôn. Mấy cái dòng AMOLED này cảm ứng này đặc biệt là quá êm luôn. Ri 7 Pro, RAM 332, bán cũng rất nhiều trong kênh của mình rồi. Bản Việt Nam 2 SIM. Con này để đem giá 1,7 triệu, 1,7 triệu nha, đẹp can sao bán luôn nha. Tiếp theo là con Samsung A650 bản hàng. Máy đẹp và mặt sau đẹp này, kính đẹp can này, đã dán lực. Sườn có xước sát nhẹ nhẹ nha. Đây có cắn mốt máy góc nha. Đó. RAM 332 nha anh em, màn hình 5,6 inch ha, pin 3000. Máy cực đẹp luôn nha. Cảm ứng thì mượt mà, máy nguyên riêng. Samsung Galaxy A6 bản hàng. Rồi ra đi anh em, con này giá 1,850 nha, 1,850 triệu. kèm sạc, giá cực lực cho anh em luôn. Tiếp theo cho anh em là con Samsung Note 8, có ốp lưng cho anh em luôn này, ốp lưng cực đẹp luôn. Note 8 ha, bản RAM 6 và gigabyte 64, màn hình 6,3, pin con này là 3.300 nha, mặt sau dán mặt trước dán nha, mặt sau dán mặt trước dán. Ngay đây có miếng trắc thủy nhẹ bên góc đây, soi kỹ thánh soi thấy nha, còn xài bình thường mọi chức năng full. Galaxy Note 8 xài rất ok nha anh em, màn đẹp, không ám ố nha. Note 8 còn này đem giá 4.200.000 nha, 4.200.000 anh em nào cần thì kết nối nha. Tiếp theo là con Samsung Galaxy A20, có gấp lưng luôn, con này thì thay vỏ mới rồi, vỏ mới thay. Đó. A20 thì RAM 332 nha anh em, màn hình 6,4, pin thì 4.000, keo xà beng ha, mọi chức năng hoàn hảo. Dán cơ lực cho anh em rồi nha, màn sáng đẹp, Wi-Fi các kiểu ok. Galaxy A20 RAM 332, bản Việt Nam, máy 2 sim. Con này đã đi cho anh em giá 2.400.000 nha, máy đẹp keng ha, 2.400.000, keng xà beng luôn, có ốp lưng cho anh em cường lực đầy đủ và kèm sạc luôn nha. Tiếp theo là con Samsung A750 riêng nguyên, A750 bản hàng đẹp 99%, lưng sau đẹp, kính đẹp keng như sợi gương luôn. RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình con này là 6 inch và pin 3.300. Đó, máy thì mọi chức năng, màn đẹp, keng xà beng luôn, không hề có xuất sắc gì hết anh em, máy quá đẹp nha. A7 ok, con đẹp keng như thế này, bán hàng xài 1 sim, giá 2.600.000 nha anh em, 2.600.000 kèm sạc và dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là con Vivo Y1s, mẫu mới ra trong năm 2021 luôn, mới keng xà beng luôn, đẹp 99, con này bảo hành còn công ty chắc chắn luôn, sườn có xứ sách cực nhẹ luôn. Mấy này mới mua trong vòng có 1-2 tháng thôi anh em, còn bảo hành công ty full luôn á. Y1s RAM 2 bộ nhớ 32, màn hình 6.22, pin 4.000, pin còn 4.030 luôn, đây garanti còn nguyên. Mấy thì keng xà beng luôn, con này thì khỏi phải âu lo rồi, mấy riêng nguyên ha, còn mẫu này mới ra nên là mấy còn rất là chất. Anh thanh niên kia anh xài anh chán quá anh bán lại luôn. RAM 2 bộ nhớ 32GB, máy keng xà beng, công ty nguyên riêng, bao cho anh em xài mượt mà luôn. Con này để em giá 1.600.000 nha, 1.600.000 kèm sạc và dán lực lại cho anh em luôn nha. Rồi tiếp theo cho anh em là mình còn một con iPad 3 này, anh em nào mua thì lấy nha. iPad 3 16GB bản Wi-Fi, máy đẹp, và con này đánh giá thì cũng tầm 6-7 thôi, không có đẹp keng nha. Đây là nút gạt rung này, có xước xước này. Đó, còn vó viết thì thấy cũng còn được, còn 95-96% vô tư, máy riêng nha anh em. iPad 3 nha, iPad 3 bản Wi-Fi 16GB, anh em về bật Wi-Fi xài nha, rất sướng luôn. Màn hình rộng này 9.7 inch luôn anh em, xài rất là sướng nha, bản 16GB. Đấy, iPad 3 còn một con duy nhất luôn, anh em mua thêm hai con mình cũng không có đâu. iPad 3 nha, 16GB bản Wi-Fi, bật Wi-Fi xài nha anh em, mình kèm sạc cho anh em luôn, sạc riêng luôn. Con này đến giá 1.600.000 nha, kèm sạc, 1.600.000 kèm sạc nha. Anh em nào thích có bao da luôn, bao da thì anh em thêm 120.000 nữa thì có bao da của nó luôn nha, 120.000 có bao da. Đó, mình còn đúng một con duy nhất. Rồi tiếp theo là anh em là con Vinmax Joy 4, đẹp 99%, mấy con bảo hành công ty full box, full bảo hành luôn, tầm phải hơn 12 tháng nữa. Con này Joy 4 bản RAM 4 bộ nhớ 64, RAM 464 nha anh em, màn hình 6.53, pin 5.000, cực trâu bò, máy đẹp 99%, không hề có xuất sắc gì hết anh em. Còn máy này phải nói là quá đỉnh của máy cũ mà quá đỉnh này. Mà kính bao không xước luôn, còn giá garanti của nó nguyên riêng luôn. Đó, Joy 4 nha anh em, Joy 4 RAM 4 bộ nhớ 64, con này là bản RAM 4 chứ không phải bản RAM 3, nó có hai bản. Đây 64GB, ok, keng xà beng luôn, khỏi anh em khỏi áo lo nha. Con này để anh em giá 2.600.000, 2.600.000 kèm sạc cho anh em đầy đủ luôn. Trước khi gửi máy nha, máy cực đẹp, nhìn cái máy là đủ biết rồi. Camera sau thì dạng đời mới, thiết kế theo hình chữ nhật, 4 mắt quăng tay, và đây là đèn led của nó luôn. Ok, 2.600.000 kèm sạc, giác lực luôn. Và tiếp theo là mình còn con Vivo i30 này, máy riêng nguyên, có ốp lưng luôn, đẹp tầm 97-98, kính cũng còn miếng garanti. Vivo i30, RAM 4 bộ nhớ 128GB, màn hình 6.47, pin 5000, máy cực đẹp, có ốp lưng kèm theo cho anh em luôn. Rồi con này để anh em giá 3 triệu 1 nha, 3 triệu 1 kèm sạc cho anh em luôn và dán cơ lực cho anh em đầy đủ ha. Mấy con máy trên 1 triệu thì anh em cặp 100.000 Viettel nha. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Xin phép chào cả nhà. Hẹn anh em clip ngày mai.